Giang Hậu Việt gây chú ý khi lần đầu thử sức đóng MV Ngọc Thảo đánh đá khi vào vai phản diện. Cuộc đời buồn không hay, tìm đâu nữa khi duyên trái ngang. Khánh Vân vừa hết nhiệm kỳ là chơi tới bến. Ngọc Thảo. Sự góp mặt của Á hậu Ngọc Thảo trong MV của Đan Trường thu hút sự chú ý từ khán giả. Đảm nhận vai nữ chính, mỹ nhân sinh năm 2000 nhận được nhiều lời khen về khả năng diễn xuất. Trong đó, nhan sắc xinh đẹp và thần thái sang chảnh giúp nàng hậu Genji cuốn hút mọi ánh nhìn. Sau 2 năm đăng quang, Á hậu Hai Hoa hậu Việt năm 2020, người đẹp gốc Sài Thành ngày càng thăng hạng về phong độ sắc vóc. Từ những phân cảnh dàn xé trong xe đến những phân cảnh dưới mưa, Á hậu Ngọc Thảo liên tục khiến fan vô cùng thích thú về một hình ảnh mới lạ. Trong hành trình sự nghiệp của mình, cô không ngừng phấn đấu thử sức trong những vai trò mới. Đặc biệt, người đẹp đã xuất sắc trong tạo hình lần này khi hóa thân thành một nhân vật phản diện trong tình yêu, xây lên một mối tình đầy đắng cay với những ca từ thấm đẫm nỗi buồn miên man. Khánh Vân. Sau 3 năm kể từ màn đọ sắc trong đêm chung kết Miss Universe Việt Nam, Khánh Vân đã đặc biệt xuất hiện trong MV debut của Thúy Vân. Theo đó, Thúy Vân chia sẻ ngay khi cô gọi điện cho Khánh Vân và ngỏ ý muốn cô xuất hiện trong MV, nàng hậu đã không ngần ngại đồng ý ngay lập tức. Hoa hậu Khánh Vân cũng sẵn sàng giúp đỡ cho Thúy Vân trong quá trình thực hiện MV với những trao đổi góp ý về trang phục và cảnh quay. MV ra mắt sau khi cô kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hàn Vũ Việt Nam cũng thể hiện sự tinh tế của đàn chị. Để tránh gây ra những hiểu lầm cho cả hai, nàng Á hậu 2 Miss Universe Việt Nam 2019 chia sẻ, sau khi đồng ý tham gia MV, Khánh Vân mỗi ngày đều nhắn tin gửi một bộ đồ cho mình, hỏi Thúy Vân mặc bộ này vào MV được không, bộ kia được không. Nói chung là rất hào hứng chuẩn bị cho lần xuất hiện này, nên mình rất muốn gửi lời cảm ơn đến Khánh Vân. Thùy Tiên. Cô nàng từng gây bất ngờ khi thử sức với vai trò nữ chính trong MV Aquaman của rapper Mr. T vào năm 2021. Khác với những lần xuất hiện trong váy dạ hội lộng lẫy, phong cách của Thùy Tiên trong MV này có phần mới lạ và phá cách. Người đẹp vào vai một cô nàng kiêu kỳ, không màng đến tình yêu. Trong đó, Mr. T bị cô xem như một con cá vướng trong bẫy tình mà cô nàng tạo ra. Đây cũng là một trong những thử thách đối với người đẹp sinh năm 1998 khi lần đầu tham gia MV. Tuy MV không đặt nặng yếu tố về diễn xuất, nhưng Thùy Tiên đã thể hiện được tính cách nhân vật mà cô đảm nhiệm. Tiểu Vi. Tử Vi cũng từng gây xôn xao mạng xã hội khi vào vai nữ chính trong MV Em Không Sai Chúng Ta Sai của ca sĩ Eric và vai cô gái tổn thương trong tình yêu. Hoa hậu Việt Nam 2018 thành công thể hiện nội tâm nhân vật nhờ biểu cảm linh hoạt. Trong đó, nhan sắc ấn tượng là điểm cộng lớn giúp mỹ nhân gốc Quảng Nam chinh phục thiện cảm của người xem. Dù ở khoảnh khắc nào, Tử Vi cũng khoe được nhan sắc ngàn năm có một của mình. Kỹ năng diễn xuất của Tử Vi cũng được đánh giá là tương đối tích cực qua MV Em Không Sai Chúng Ta Sai khi cô đã diễn tả thành công hình ảnh một cô gái có người yêu làm ca sĩ. Có lẽ sau MV này, nàng hậu đã nhận được thêm nhiều lời mời từ các nhà làm phim với khả năng mà cô đã thể hiện. Đỗ Mỹ Linh. Không vào vai sang chảnh, Đỗ Mỹ Linh khiến dân tình bất ngờ khi nhận vai thị nở trong MV Hết Thương Cạn Nhớ của Đức Phúc, là đại diện nhan sắc của quốc gia. Hoa hậu Việt Nam 2016 không ngại xuất hiện với hình tượng người phụ nữ xuề xòa kém lung linh, đánh đổi hình ảnh xinh đẹp, mỹ nhân gốc Hà Thành nhận được nhiều lời khen bởi lối diễn xuất tự nhiên. Lương Thùy Linh, Kiều Loan. Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Kiều Loan cũng gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp khi đóng MV lấn sân diễn xuất. Hai mỹ nhân đều hoàn thành tốt vai trò của mình. Bộ đôi người đẹp được mong đợi sẽ có nhiều cơ hội xuất hiện ở lĩnh vực này. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Giang Hậu Việt còn chứng minh tài năng bản thân ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Trong đó, nhiều hoa Á hậu gây chú ý khi xuất hiện trong những MV của các ca sĩ đình đám. Qua màn ảnh nhỏ, các đại diện nhan sắc nước nhà càng khiến fan phải suýt xoa khen ngợi. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày, thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.